Thưa quý vị và các bạn, xã Đảo Trù, huyện Tam Đảo được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2018. Tuy nhiên hiện nay, người dân thôn Tân Lập, xã Đảo Trù vẫn phải đi lại trên con đường đất xuống cấp, lầy lội, bụi bặm. Đây là hình ảnh do người dân thôn Tân Lập, xã Đảo Trù ghi lại được sau những ngày mưa. Hầu hết các tuyến đường ở đây đều ngập trong nước. Nhiều ổ gà, rãnh thoát nước biến thành những cái bẫy nguy hiểm. Mưa từ đến hôm nay là 2 tuần. Đấy, coi như nó cứ thế này thôi, cũng chẳng thoát đi đâu được. Ở bên đường rãnh kia là bị tắc, ở bên này lại không thang được. Đấy, cho nên là bị tắc coi như cứ đi lại, đi qua rửa chân, về rửa chân. Còn đây là tuyến đường giao thông nông thôn phục vụ việc đi lại hàng ngày của hơn 30 hộ dân trong thôn Tân Lập. Tuyến đường đất này được xây dựng hàng chục năm nay, giờ đã xuống cấp nghiêm trọng, nắng thì bụi bặm, mưa thì lầy lội. Nhà tôi bên này suốt ngày tôi phải đi lại, đường rất khó khăn nha. Bây giờ mùa khô này thì nó còn đỡ một tí, nếu mùa mưa thì tôi phải gửi xe ở bên này, không đi lại được, gửi xe bên này. Bởi vì chỗ này là riêng cái đường này nhá, là nó bị có nước mạch chảy ra rất mềm đấy, ô tô không đi lại mà xe máy cũng không đi lại được. Toàn thôn Tân Lập có khoảng 5 km đường giao thông nông thôn, nhưng hiện nay có tới 70% là đường đất cũ nát xuống cấp. Vì vậy, việc đi lại của nhân dân trong thôn gặp rất nhiều khó khăn. Đối với thôn Tân Lập thì nói chung là chưa được thụ hưởng là một cái tỷ lệ là theo cái quy định chung của xã. Mong muốn của bà con nhân dân thôn Tân Lập chúng tôi là cũng muốn đề nghị các cấp lãnh đạo là quan tâm tập trung đầu tư để bà con nhân dân thôn Tân Lập chúng tôi có một con đường là đi lại là nó đảm bảo với cái quy định về cái đích nông thôn mới của tỉnh là đã quy định. Giao thông là tiêu chí quan trọng trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn là điều kiện để xã Đảo Trù đảm bảo tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Vậy tại sao thôn Tân Lập của xã Đảo Trù vẫn còn những con đường đất giao thông khó khăn như vậy? Trong chương trình thời sự tiếp theo, chúng tôi sẽ làm rõ điều này. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã phản ánh trong chương trình thời sự, xã Đảo Trù, huyện Tam Đảo đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, tại thôn Tân Lập, xã Đảo Trù không được đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn theo chương trình xây dựng nông thôn mới. Giao thông nông thôn là tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Việc xã Đảo Trù đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nhưng thôn Tân Lập không được đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn là một bất cập. Hiện nay là bà con dân chúng tôi là còn 7 tuyến đường ngõ là vào quãng gần 3 km. Hiện nay là chưa được đầu tư về cái xây dựng nông thôn mới. Để mà nói về cái xây dựng nông thôn mới đối với thôn Tân Lập thì nói chung là chưa được thụ hưởng là một cái tỷ lệ là theo cái quy định chung. Tỉnh này, mấy huyện, cả xã, cả nhân dân đóng góp. Tôi đề nghị là thôi, làm cho chúng tôi một con đường. Bởi vì bên này chúng tôi là 4 xứ đồng. 4 xứ đồng, tức là 250 hộ. Tức là mỗi một nhà một mảnh thôi. 4 xứ đồng bên này. Đi, nhà ai cũng phải đi qua đây. Đấy, toàn đường đất thôi. Đấy, cố gắng làm cho chúng tôi một con đường để chúng tôi đi lại cho nó dễ dàng thôi. Theo báo cáo của xã Đảo Trù, địa phương có 13 thôn dân cư, hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn xã được đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thiện theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Nhưng tại sao thôn Tân Lập không được đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn theo chương trình xây dựng nông thôn mới? Trả lời câu hỏi này, lãnh đạo xã Đảo Trù lý giải. Là cái thôn Tân Lập thì sau khi chúng tôi đầu tư cái chương trình dự án xây dựng nông thôn mới thì trong cái báo cáo, cái đề án thì chúng tôi cũng đưa vào để báo cáo và đầu tư. Nhưng tuy nhiên có những cái khó khăn là cái nhất về cái nguồn vốn xây dựng. Địa phương chúng tôi không có cái nguồn vốn nào cả, tất cả trông chờ vào nguồn vốn của tỉnh, của huyện. Xây dựng nông thôn mới là để hoàn thiện cơ sở hạ tầng vùng nông thôn, miền núi, nâng cao đời sống nhân dân. Vì vậy, nhân dân các dân tộc thôn Tân Lập, xã Đảo Trù mong muốn các cấp chính quyền quan tâm hỗ trợ đầu tư, cùng nhân dân xây dựng lại hệ thống đường giao thông đã xuống cấp, đảm bảo việc đi lại của bà con, đảm bảo tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã phản ánh trong các chương trình thời sự trước, xã Đảo Trù, huyện Tam Đảo đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Nhưng tại thôn Tân Lập, xã Đảo Trù, người dân vẫn phải đi lại trên những con đường đất xuống cấp, lầy lội.
Qua đường dây nóng thời sự, người dân thôn Tân Lập, xã Đạo Trù tiếp tục thông tin thêm cho chương trình thời sự về thực tế những công trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thôn. Đây là dự án vai suối phục vụ thủy lợi và kết hợp đường giao thông tại thôn Tân Lập được đầu tư xây dựng trong chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương. Trong báo cáo hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới của xã Đạo Trù, dự án vai suối đã hoàn thành, nhưng trên thực tế, đây vẫn chỉ là một bờ đá lởm chởm do nhân dân xếp đặt dựng nên từ nhiều năm nay. Theo báo cáo thì cái vai này là ban chỉ đạo xã đã xây dựng là theo kế hoạch 2.060m, đã kiên cố hóa là 1.895m bằng 91,9%. Thực tế các anh xem là đã có viên gạch, viên xi nào đâu, cân xi nào đâu. Đấy, mà cụ thể nó là đá nó vẫn lồm chồm như thế này. Như thế là chúng tôi cảm thấy là không, chưa đồng tình với cái báo cáo của ban chỉ đạo xã về đích nông thôn mới. Theo thông tin từ người dân thôn Tân Lập, trong báo cáo hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới của xã Đạo Trù, thôn Tân Lập đã được đầu tư xây dựng rất nhiều công trình, dự án đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, đảm bảo tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, nhân dân trong thôn khẳng định thôn không có những công trình này. Trong cái báo cáo xây dựng về đích nông thôn mới của xã Đạo Trù là xã Đạo Trù đầu tư cho thôn Tân Lập được 6 dự án, 5 tuyến đường và một cái vai. Nhưng mà 5 tuyến đường gồm một tuyến thứ nhất, 2 tuyến Tân Lập đi Vĩnh Kiên là không nằm trong cái bản đồ của thôn Tân Lập. Cái tuyến thứ hai Đạo Trù Thượng đi Tân Lập đi Đạo Trù Thượng đi Đồng Giếng, tuyến này không có, cũng không nằm trong cái bản đồ của coi như là thôn Tân Lập. Như vậy những dự án đường giao thông nông thôn do xã Đạo Trù đầu tư xây dựng cho thôn Tân Lập chỉ có trong báo cáo hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới của xã, còn trên thực tế tại thôn Tân Lập người dân vẫn phải đi lại trên những con đường xuống cấp lầy lội. Đơn thư và kiến nghị của chi bộ thôn Tân Lập thì cái này đảng ủy, hội đồng dân, ủy ban dân thì cũng đã nắm được và cũng đã được là chỉ đạo và ủy ban nhân dân, trước hết là cái kiến nghị của chi bộ cũng như là thôn công dân thôn Tân Lập là kiến nghị là đúng. Đấy, trong cái xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Đạo Trù nói chung và cái thôn Tân Lập nói riêng. Tại buổi tiếp công dân ngày 10 tháng 5, đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp thu những kiến nghị của người dân thôn Tân Lập, xã Đạo Trù và giao cho Ủy ban Nhân dân huyện Tam Đảo chỉ đạo rà soát, xây dựng kế hoạch, lập chủ trương đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn cho người dân. Với sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, người dân thôn Tân Lập mong muốn sớm được quan tâm đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn, đáp ứng được nhu cầu đi lại của nhân dân, đồng thời đảm bảo được tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo quy định.